tinh dầu hạt óc chó 100%. Ăn cực kỳ tốt. Thông minh trí tuệ cho trẻ nhỏ này. Người lớn bổ sung vi chất, ngăn ngừa tế bào xấu, giúp tăng đề kháng, bổ sung chất chống oxy hóa nhé. Các mẹ mua cho trẻ nhỏ này, cho con ăn dặm này, sử dụng cực kỳ tuyệt vời luôn ạ. Dung tích 100ml. Cả trẻ nhỏ đến người lớn này, đều có thể ăn chung được nhé. Các mẹ mỗi lần chỉ cho một thìa cà phê nhỏ thôi vào thức ăn cho các bé này, là các mẹ đã yên tâm các bé có một nguồn tinh chất dầu hạt từ quả óc chó này, giúp phát triển trí não thông minh cho trẻ từ trong bào thai mẹ luôn. Vô cùng tuyệt vời. Hàng mới đắt mới các chị em mình nhé. Sản xuất tháng mùng 9 tháng 8 2020. Hạn 24 tháng là 2 năm kể từ ngày sản xuất nhé. Chị em nào mua hàng thì liên hệ với em nhanh và luôn nhé. Chỉ có hơn 100 nghìn một chai này thôi, em bao giá thành siêu đẹp luôn. Mẹ nào nhanh tay mua hàng bên em thì còn nhé.